Kính chào anh chị ạ. Trong chuyên cảnh chứng khoán Hận Phạm Stock, thị trường kết thúc phiên dịch cuối cùng của tuần trong một trạng thái tăng điểm tích cực. Tuy nhiên dòng tiền vẫn thể hiện những cái sự phân hóa nhất định. Khi mà chúng ta thấy được mặc dù cái mặt điểm số thì tăng nhưng các cái mã cổ phiếu giảm điểm lại chiếm ưu thế hơn. Cụ thể chúng ta có 267 mã cổ phiếu giảm trong khi các cái mã cổ phiếu tăng chỉ là 221 mã. Điều này cho anh chị em chúng ta thấy được một điều rất là quan trọng trong bối cảnh hiện tại là đòi hỏi anh chị em chúng ta phải chọn lựa cổ phiếu cực kỳ là tốt, cũng như là chúng ta phải chọn đúng những cái điểm mua thì chúng ta có thể kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận tích cực cho mình được. Nên có thể trong cả cái uptrend, niềm vui không phải dành cho tất cả nhà đầu tư nếu như chúng ta chọn sai cái chiến lược tham gia. Ngân hàng là cái nhóm ngành mà ngày hôm nay chị thấy được nó đóng góp điểm số rất tích cực cho thị trường của chúng ta và nó vẫn là cái trụ đỡ để giúp thị trường của chúng ta có một trạng thái là rút chân hồi phục trở lại. Và có một số ý kiến, có một số anh chị em chúng ta cho rằng hiện tại cái dòng tiền đã tập trung quá là nhiều vào dòng cổ phiếu của ngân hàng. Nên anh chị em ta mua các cổ phiếu đều không có những khoản lợi nhuận, thậm chí chúng ta còn đang bị lỗ. Nhưng em đánh giá đó là một quan điểm nó không thực sự đúng. Bởi vì đa phần những anh chị em chúng ta không có lãi hoặc là chúng ta bị lỗ là do anh chị em chúng ta đang chọn sai cổ phiếu, cũng như là chúng ta chưa biết chọn cái điểm mua tối ưu nhất của những cái mã cổ phiếu trên thị trường anh chị nhá. Trong cái zoom khách hàng của em thì những cái vị thế em báo anh chị em khách hàng của em mua từ thời điểm thị trường bắt đầu tăng, kể cả trong những cái phiên gần đây vẫn đang mang lại cho những cái khoản lợi nhuận rất là tích cực anh chị em. Các cổ phiếu vẫn đang bật tăng rất là tốt. Điển hình nhất là con cổ phiếu ASM, là con cổ phiếu em vừa cái khuyến nghị trong cái phiên giao dịch của ngày hôm kia, ngày mùng 3 tháng 1 anh chị có thể nhìn thấy được ở đây. Thời điểm đó em báo anh chị trong zoom của em là mua con ASM vùng giá 10.35 đến vùng giá 10.4 ở đây. Thì anh chị có thể nhìn thấy được là kết thúc phiên giao dịch của ngày hôm nay thì ASM đã trong một trạng thái tăng từ cái điểm mua của em lên hiện tại là vùng giá khoảng 11 và cái khoản lợi nhuận mà anh chị em khách hàng của em đạt được sau phiên ngày hôm nay là khoảng gần 6% chỉ trong T2.5, tức là mua xong ngày hôm nay hàng về cái thì con cổ phiếu ASM nó nổ ngay, tức là chúng ta mua xong cái chúng ta đã có ngay cho mình những cái khoản lợi nhuận. Và con ASM là một trong những cái cổ phiếu tăng tích cực nhất, tăng tốt nhất trên thị trường của chúng ta ngày hôm nay chị nhá. Và trong cái một bối cảnh thị trường hiện tại gần như các nhóm ngành anh chị thấy được nó trong một trạng thái là đi ngang thì với những khoản lợi nhuận khoảng 6% đến 7% là những khoản lợi nhuận cực kỳ tích cực và nó chỉ trong T2.5, tức là chúng ta mua xong và khi hàng về chúng ta có ngay những khoản lợi nhuận thì đó là cái phương pháp mua nền của em vẫn đang phát huy tối đa hiệu quả trong cái bối cảnh thị trường hiện tại và em đang giúp cho anh chị em của em xoay vòng vốn tương đối là tích cực anh chị nhá. Hay trước đó là anh chị thấy được con cổ phiếu GVR, anh chị có thể thấy được cái con cổ phiếu GVR cũng là con cổ phiếu em cho anh chị mua đúng điểm test cùng đây. Và GVR ngày hôm nay sau một tuần giao dịch thì cái khoản lợi nhuận đã khoảng là 6.8% anh nhá. Đây là cái hình ảnh cái con cổ phiếu GVR trong cái tài khoản của em, anh chị thấy không ạ? 6.8% sau cái phiên dịch của ngày hôm nay. Và những cái mã cổ phiếu anh chị thấy được là những cái điểm mua của em bao giờ cũng sẽ chọn cho anh chị em chúng ta mua ở những cái điểm gì, mua ở những cái điểm test và cái khả năng bật tăng ngay đó rất là cao khi chúng ta mua xong là cổ phiếu phải tăng đúng không ạ? GVR như vậy, đấy là cái mà chúng ta phải tối ưu hóa được cái nguồn vốn của mình khi chúng ta mua vào những điểm và cổ phiếu nó phải bật tăng ngay chứ. Anh trước đó những con cổ phiếu như SD hôm trước em chia sẻ với anh chị em ta rồi đúng không ạ? SD vẫn là con cổ phiếu em lựa chọn cho anh chị em khách hàng của em và kể cả ngày hôm qua bị cụt đầu nhưng ngày hôm nay gần như trả lại điểm của cái cây cụt đầu đó anh chị và cái khoản lợi khoảng 4%. Tức là em bao giờ sẽ chọn cho anh chị em toàn những cái mã cổ phiếu tích cực nhất, tốt nhất và quan trọng nhất chính là cái thời điểm mua bao giờ là tối ưu nhất anh chị mua xong là cổ phiếu sẽ tăng và khi tăng chúng ta hàng về cho có thể bán và chúng ta đảo sang những cái mã cổ phiếu khác anh chị ạ. Và với cái việc thị trường hồi phục của ngày hôm nay, rút chân hồi phục của ngày hôm nay thì cái việc đó chúng ta đã trao đổi trong video của ngày hôm qua rồi và trong bản tin sáng ngày hôm nay có chia sẻ lại cái nội dung như sau. Anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được là em đánh giá thì vận động thị trường sau cái phiên ngày hôm qua bị bán ngược ở cuối phiên cùng cái vốn tương đối là cao thì cái vận động như vậy cho thấy áp lực cung lớn. Nên sau cái phiên của ngày hôm qua thì thị trường của chúng ta sẽ cần quá trình là tái tích lũy trở lại. Em không đánh giá thị trường của chúng ta sẽ sập nhá. Em chỉ đánh giá thị trường sẽ cần quá trình tái tích lũy trở lại để hấp thụ những cái lượng cung. Đấy. Và có thể đầu phiên ngày hôm nay, có thể hôm nay VN-Index sẽ giảm theo đà của ngày hôm qua. Đấy anh chị thấy được ngày hôm nay nó cũng có những cái sự nhúng đỏ ở thời điểm khoảng trước 2 giờ ấy. Tuy nhiên thị trường sẽ có nhịp quay lên và test lại đỉnh 1160. Nhà đầu tư có thể chờ nhịp quay lên test đỉnh này để bán cổ phiếu, tức là ít nhất anh chị em chúng ta không được bán ngày hôm nay mà chúng ta phải đợi gì? Đợi thị trường nó có những cái trạng thái là quay lên test đỉnh thì chúng ta bán ra. Bởi vì ngày hôm nay em thấy có rất nhiều anh chị nhắn tin cho em hỏi ngay đầu phiên là anh chị có nên bán những cái mã cổ phiếu của mình ra bởi vì ngày hôm qua là cụt đầu hay không, thì em phải viết ngay cái bản tin như vậy anh chị nhá. Và sau đó đến thời điểm khoảng 11:08 đây em tiếp tục vẽ kịch bản đây cho anh chị em ta. Thị trường anh chị nhá, em đánh giá là thị trường có thể sẽ không giảm ngay mà sẽ tạo ra quá trình cân bằng trên theo kiểu là kéo lên đạp xuống biến động mạnh, nên view sẽ test lại 1160 là có thể xảy ra. Anh chị em có thể chờ vùng này để bán đấy chị nếu ạ, khi anh chị tham gia cái dùng của em. Khi anh chị em chúng ta trong những cái lúc thị trường khó khăn nhất, khi thị trường đang giảm đỏ ở đây chị này,
khi có những cái view người ta đánh giá thị trường của chúng ta có khả năng sẽ sập, nhưng em vẫn view cho anh chị em ta là không bán cổ phiếu, đợi về vùng giá 1160 thì anh chị em ta muốn bán thì chị bán cho em được chưa ạ? Đấy, trong những lúc khó khăn nhất là em xuất hiện để em giúp đỡ cho anh chị em chúng ta. Đây là những cái tin nhắn em gửi cả trong Zoom cộng đồng và Zoom khách hàng anh chị nhá. Bởi vì thời điểm đó chị có rất nhiều anh chị hỏi em là có bán hay không, em bảo tại sao phải bán, ngày hôm qua thời điểm thị trường kéo tăng lên như vậy em có bảo bán thì không bán, đến ngày hôm nay thì thấy trường đỏ lại sợ bán. Đấy thì chúng ta cứ đầu tư theo kiểu là chúng ta cứ thấy xanh chúng ta mua và thấy đỏ chúng ta lại sợ bán ra thì chúng ta đầu tư sẽ không hiệu quả trong cái bối cảnh thị trường hiện tại anh chị nhá. Đấy, liên tục phải bơm oxy cho anh chị em ta trong Zoom như vậy. Đấy thì anh chị em chúng ta khi tham gia Zoom của em sẽ có rất là nhiều cái lợi thế. Và cái thời điểm thị trường cho Zoom lắc khoảng 2 giờ, đấy chính là thời điểm mà em lại báo anh chị trong Zoom khách hàng của em gom cổ phiếu. Được chưa? Đấy, cái quan điểm của em là gì? Thị trường cứ Zoom lắc đi, tôi lại gom. Thị trường cứ xanh lên là tôi sẽ không mua anh chị nhá. Đấy thì quan điểm của em vẫn xuyên suốt. Và ngày hôm nay khi thị trường Zoom lắc như vậy, em cũng bảo anh chị mua cái mã cổ phiếu mà đã chú ý trong cái phiên giao dịch của phiên sáng. Còn về chi tiết của thị trường của chúng ta sau phiên dịch ngày hôm nay sẽ là sao? Đó, em vừa điểm với anh chị em ta một chút về cái thị trường ngày hôm nay đúng không chị? Khi mà người ta cảm thấy lo ngại nhất thì em vẫn đánh giá view cái quan điểm thị trường sẽ ít nhất sẽ quay trở lại và test lại cái vùng giá 1160 trước khi ông làm gì ông làm. Đấy, thì ngày hôm nay đã vẫn tăng đi đúng theo những cái gì mà chúng ta đã view. Còn về thị trường sau phiên ngày hôm nay liệu vận động ra sao và thị trường chúng ta tuần sau liệu có bùng nổ và vượt qua ngay cái vùng cản 1160 điểm hay không? Đấy chị ạ, vượt qua vùng giá 1160 điểm hay không? Và top cổ phiếu có khả năng bùng nổ trong tuần tiếp theo là những cái cổ phiếu nào thì bây giờ em sẽ đi vào để phân tích chi tiết cùng anh chị em chúng ta. Đấy chị nhá. Thì trước khi đi vào phân tích thì rất mong anh chị em chúng ta đang xem video của em thì anh chị có thể hỗ trợ em một chút thôi, là anh chị bỏ ra một vài giây anh chị ấn vào cái nút thích trên video của em chị nhá. Đây là cái nút thích ở đây, nó hoàn toàn là miễn phí thôi. Hoặc anh chị em chúng ta có thể bấm vào cái phần đăng ký kênh nếu như đây là lần đầu tiên anh chị biết đến kênh của em, để tiếp những cái video tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ là người cập nhật đầu tiên. Và anh chị em chúng ta mà muốn cập nhật những cái thông tin như ở đây, anh chị muốn cập nhật những cái view thị trường như ở đây để anh chị em ta có thêm cái sự vững tin để anh chị cầm nắm cổ phiếu qua những sự rung lắc, hay là anh chị em ta muốn cập nhật những bản tin sáng như đây thì anh chị em chúng ta có thể là tham gia vào cái Zoom cộng đồng. Em có để bên dưới phần bình luận của video, phần mô tả video có hai đường link ở đây, hoặc là bên dưới phần bình luận của video của em thì em cũng có để cái đường link ở đây chị nhá. Đấy thì anh chị em ta ấn vào đó thì em sẽ duyệt anh chị em cho tham gia, được chưa? Và anh chị em ta hỗ trợ em, anh chị bấm vào phần đăng ký kênh để sắp tới những video tiếp theo anh chị sẽ là người cập nhật đầu tiên, và chắc chắn khi có cơ hội anh chị chúng ta sẽ là người em được em chia sẻ đầu tiên trên cái video anh chị nhá. Và anh chị em chúng ta mà muốn cập nhật chính xác nhất về những thời điểm mua, còn những cái mã cổ phiếu nào mua được trong tuần tiếp theo, điểm mua, thời điểm mua ra sao cho đúng nhịp nhất, và khi mua xong chúng ta phải gì, phải có lợi nhuận ngay anh chị ạ. Đấy cái điều mà rất nhiều anh chị mong mỏi và em đã nghiên cứu ra phương pháp đó để hỗ trợ anh chị em ta. Anh chị cứ xem đi, những cái khuyến nghị của em xem đúng như vậy không ạ? Kể cả trong Zoom cộng đồng em chia sẻ những câu, anh chị rất nhiều anh chị có thể mua được những cái mã cổ phiếu đó. Đấy thì anh chị em ta mà chưa xác định được thì anh chị em ta có thể là tham gia vào cái hệ thống khách hàng của em. Cái hình thức tham gia này rất đơn giản thôi, anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc TCBS, anh chị cắn ID của em. Đấy, anh chị tham gia Zoom miễn phí, hoặc anh chị quen thôi, chỉ cần những công ty chứng khoán khác rồi nên chị có thể là tham gia theo hình thức là Zoom thu phí thì em cũng sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta. Anh chị nhá. Đấy, cái phương pháp của em nếu chị cảm thấy phù hợp thì anh chị về đồng hành của em để em có thể đưa cho anh chị những cái khuyến nghị kịp thời nhất. Anh chị có thể đánh T cộng, anh chị em chúng ta có thể đánh dài đều được chị ạ, bởi vì cái hệ thống của em là hệ thống săn siêu cổ phiếu từ trên sóng anh chị ạ. Đấy, những cái điểm mua của em anh chị yên tâm nhé, là những điểm mua nền giá cân bằng và mua xong cổ phiếu của trạng thái bật tăng rất là cao. Cái ASM là ví dụ gần nhất được chưa? Chúng ta không nói những cái xa nữa, bởi chúng ta nói gần nhất là con ASM mua ngày 3 tháng 11, ngày hôm nay bật tăng được chưa? Mua xong nổ ngay, an toàn chưa? Anh chị em ta cảm thấy vui chưa? Mua giữa tuần cuối tuần có quả. Đấy là cái phương pháp của em muốn giúp anh chị em chúng ta, và những cái view liên tục trong phiên để cho anh chị em chúng ta có những sự vững tin về thị trường. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá chi tiết về mặt thị trường chung sau phiên ngày hôm nay anh chị nhá. Thị trường ngày hôm nay anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được nó có một trạng thái là tăng điểm tương đối là tương đối là ổn thôi, chứ không phải là một mức tăng điểm mạnh. Khi thị trường ngày hôm nay tăng đâu đó khoảng 3,96 điểm, tương tăng 0,34%, và khối lượng ngày hôm nay cũng ở một cái mức độ chúng ta đánh giá là cao, khi mà nó cao hơn trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất ở đây anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy anh chị nhá. Và cái thị trường của chúng ta ngày hôm nay nó đang tạo ra một cái thế hướng lên, tức là đóng phiên trong một trạng thái là cao nhất sau cái phiên giảm với vol cao ngày hôm qua, thì em đánh giá đây chỉ là một cái phiên, nó vẫn đang một cái phiên hồi phục anh chị nhá, nó phiên hồi phục thôi. Bởi vì thị trường của chúng ta muốn xác nhận cái thị trường tiếp tục cái đà tăng thì nó ít nhất phải vượt qua vùng giá 1160. Và sang đầu tuần tiếp theo em đánh giá với một cái trạng thái thị trường ngày hôm nay hồi phục hướng lên như vậy, với cái khối lượng cũng có sự tham gia, thì trước mắt chúng ta sẽ đánh giá thị trường sẽ có một nhịp test lại cái ngưỡng 1160 điểm trong tuần tiếp theo. Và đây là một cái vùng cực kỳ nhạy cảm mà anh chị em chúng ta phải chú ý cho em, bởi vì thị trường có thể sẽ tạo ra hai đỉnh ngắn ở đây, bởi vì thị trường đã có rất nhiều lần như vậy anh chị em. Khi bật tăng lên này với trạng thái vun vào
sau đó cũng phiên rút chân này, ngày hôm sau nó có thể bật tăng lên và nó có một cây đỏ đây, được chưa? Nó có thể như vậy, anh chị phải lưu ý cho em nhá. Nó giống như trạng thái này này, khi mà bật tăng lên này, cú đầu này, thì nó có một phiên test trở lại này, cũng có phiên rút chân ở giữa chưa? Đấy, thế anh chị phải lưu ý kịch bản đó cho em. Nên em đang muốn cho anh chị em chúng ta phải chú ý cho em, tuần sau thị trường sẽ test lại cái ngưỡng 1.160 điểm rất là cao nhé. Còn bùng nổ để vượt qua hay không thì em chưa nắm chắc. Đấy, và em đánh giá tỷ lệ vượt qua chỉ khoảng 30-40% thôi. Và khả năng thị trường của chúng ta sẽ chưa vượt qua mà bật tăng lên bên trên, có thể sẽ bị giảm trở lại và bước vào một cái quá trình sideways tích lũy đây. Bởi vì anh chị cứ nhìn vào rất là nhiều các cái nhóm ngành cổ phiếu ấy, nó đang trong một cái vận động là chạm cản rồi. Đó là nhóm ngành cổ phiếu banh. Đấy, giống như ở đây chị này, khi mà bật tăng lên là cú đầu này thì nó có phiên hồi phục này, ngày hôm sau sẽ bật tăng rồi và nó vẫn có những quá trình điều chỉnh xong nó mới có những cái quá trình tăng điểm phía sau nha chị nhá. Đấy, hay là thị trường có những cái phiên đây này anh chị chưa, đấy sau đó có một phiên gì, sau đó có một phiên gì hồi lên bên trên này tích cực chưa, nhưng mà ngày hôm sau nó bật tăng đầu phiên này, nó lại bị bán lại cuối phiên, anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, thì em đang chia sẻ với anh chị em ta kịch bản như vậy để anh chị em chúng ta biết lý do vì sao chia sẻ với anh chị em ta như vậy, để anh chị em ta không bị FOMO ở tuần tiếp theo nếu như thị trường mở gap tăng mạnh đầu phiên. Đó, anh chị em ta phải hiểu cái ý đồ mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta. Thì đối với thị trường tại ngày hôm nay với một trạng thái hướng lên như vậy, với một cái volume thì đánh giá nó chỉ cao so với trung bình của 20 phiên, nhưng nó không phải là một trạng thái cao quá mạnh mẽ. Nếu như ngày hôm nay thực sự nó cao bằng cái phiên này thì chẳng nữa, hoặc là nó cao bằng và nó đóng ở trong một cái mức cao điểm hơn cái phiên dịch của ngày hôm qua thì sẽ ok, nhưng ngày hôm nay nó chỉ là hồi phục lên trở lại và cái xu hướng của nó như chúng ta biết được nó sẽ test lại vùng đỉnh, đúng không ạ? Đây, em vẽ cái kịch bản đây anh chị em ta có thể nhìn thấy không? Đây, nó sẽ quay lên test đúng không ạ, và nó em còn lấy để cho anh ta có thể nhìn thấy được. Đấy, thì thị trường của chúng ta sang đợt tiếp theo nó sẽ quay lên vùng giá 1.160 và cái khả năng bật tăng qua thì em đánh giá nó sẽ không cao chị nhá, nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi, và sau đó khả năng thị trường sẽ cần một quá trình là tích lũy đây, nó sẽ loanh quanh đây trước khi chúng ta kỳ vọng vào một cái con sóng tiếp theo để cho các cái nhóm ngành cổ phiếu khác trên thị trường cùng tích lũy trở lại anh chị nhá. Đấy, cùng tích lũy trở lại. Đấy, thì đó là câu trả lời cho anh chị em chúng ta về thị trường có vượt được cả ngày hay không. Thị trường sẽ chưa, em đánh giá chưa vượt cản và có thể sẽ có những quá trình nó tích lũy đây. Nên nếu như đầu tuần tiếp theo mà thị trường của chúng ta ngay mở phiên có một trạng thái bật tăng hở gấp mạnh lên ngay vùng giá 1.160, anh chị em chúng ta phải hạn chế mua cho em. Ít nhất là anh chị em ta phải đợi cho em đến thời điểm sau 10 giờ đến sau 11 giờ anh chị em ta mới quyết định có nên mua hay không anh chị em ta tuyệt đối không được mua sớm anh chị ạ. Đấy là cái lưu ý quan trọng nhất để anh chị chú cho đầu tuần tiếp theo cho em. Chứ không phải ngày hôm nay chị thấy rút chân, sau đó chị nhìn thấy được rất nhiều kênh lại bảo là thị trường test cung, rồi thị trường tuần sau bùng nổ mạnh mẽ để vượt qua, anh chị em ta cẩn thận nhá. Đấy cái lưu ý em. Còn tất nhiên bên chị đặt câu hỏi là bây giờ chị mua hay anh chị bán, thì đối với anh chị em chúng ta sẽ có những chiến lược như sau. Đối với anh chị em ta muốn bán thì nó chỉ dành cho anh chị em chúng ta mà đu cao quá, đặc biệt là anh chị em ta đu ở cái vùng giá 1.160 trong cái phiên dịch của ngày hôm qua đấy, thì có thể là sang đầu tuần tiếp theo nếu thị trường mở gap bật tăng ngay vùng giá 1.160 thì đó là cơ hội để anh chị em ta có thể là hạ bớt những cái mã cổ phiếu của mình ra anh chị nhá. Hạ bớt những cái mã cổ phiếu của mình ra, anh chị có thể là hạ bớt 1/2 trước đã cho chị quan sát những vận động của thị trường. Đấy, còn anh chị em ta mà có những khoản lãi đệm khoảng 10% trở lên rồi thì ok, anh chị em ta có thể giữ đến hết trend, bởi vì thị trường của chúng ta nó vẫn đang duy trì một cái trend đây, đúng không ạ? Thị trường của chúng ta vẫn đang duy trì một cái trend tăng điểm đây, nó chưa bị gãy. Đấy, thì anh chị em chúng ta mà có cái vị thế tốt thì chúng ta có thể nắm giữ được. Còn anh chị em ta mà đu cao ấy, hiện tại đang chỉ lãi nhẹ lỗ nhẹ thôi, thì đó chính là cái cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ bán những cái mã cổ phiếu của mình ra, được chưa anh chị? Đấy, còn về mua thì có mua đấy không thì đánh giá chúng ta có thể mua được, nhưng anh chị phải nhớ trong cái chiến lược chúng ta mua hiện tại nhá, chúng ta hạn chế mua FOMO đua xanh cho em, mua phải mua ở nền giá, mua ở những cái điểm cổ phiếu có trạng thái là test hướng lên trở lại, và chúng ta phải chọn được những cái dòng cổ phiếu tốt giữ giá được, và quan trọng nhất là chị biết là gì ạ? Đó chính là anh chị em chúng ta phải chọn được những cái mã cổ phiếu khỏe nhất trong những cái dòng cổ phiếu đó để chúng ta thì tối ưu hóa được những khoản lợi nhuận của mình. Và anh chị đi vốn làm sao, chị hãy đi vốn từng phần một, ví dụ như anh chị em ta sẽ đi 10-20%, cho anh chị sẽ gia tăng dần lên 10-20%, anh chị sẽ gia tăng dần, chứ chúng ta đừng all in trong bối cảnh thị trường đang ở vùng cản nhé. Đây không phải thời điểm anh chị em ta sẽ đánh all in được một lần, anh chị em ta hãy đi vốn từng phần cho em. Đấy là cái điều mà em muốn nhắn nhủ với anh chị định có mua, được chưa ạ? Đấy, giống như con cổ phiếu ASM, tại vì sao là chọn ASM mà không phải là IDI, không phải là ANV đúng không ạ? Không phải là ANV, không phải IDI, bởi vì đây là những cái cổ phiếu nằm bên dưới, nhưng con ASM anh chị có thể nhìn thấy được nó vòng lên bên trên rồi, rất là đẹp đúng không chị? Nó bứt thoát mô hình đây rất là đẹp rồi, thì chúng ta phải chọn những con cổ phiếu như vậy. Đấy là cái chiến lược mà chúng ta phải có cái góc nhìn về cổ phiếu, cũng như là chúng ta phải có kiến thức về gì mua ở nền giá chị ạ. Anh chị nhá, tất cả chúng ta đều bảo là mua nền giá, nhưng cái quan trọng là chị mua điểm nào nền giá mà chúng ta có lợi nhuận ngay mới là quan trọng chị. Và cái phương pháp của em có thể giải quyết vấn đề đó cho anh chị em ta. Đó là về phân tích của em về thị trường ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ phân tích của anh chị em chúng ta một số cái mã cổ phiếu này, anh chị em chúng ta có thể là chú ý quan sát trong tuần thời tiếp theo và có khả năng bật tăng sẽ rất là cao, và anh chị em chúng ta phải chú ý để tham gia anh chị nhá.
Đầu tiên anh chị chú cho em nhóm ngành cổ phiếu của thép nhá. Nhóm ngành cổ phiếu của thép thì anh chị có thể thấy được những con cổ phiếu như Hoa Sen. Cổ phiếu như Hoa Sen ngày hôm nay nó có một trạng thái gì anh chị biết không? Ngày hôm nay con cổ phiếu Hoa Sen có một trạng thái là test lại đáy, đúng chưa? Chúng ta đã trao đổi với nhau rồi, ngày hôm nay anh chị em ta có lấy vị thế con cổ phiếu Hoa Sen đánh giá là ok. Em đánh giá là ok được chưa? Lý do vì sao? Lý do bởi vì con cổ phiếu Hoa Sen test lại vùng đáy trước đó, nhưng cái vol của nó thấp hơn so với phiên dịch ở đáy trước đó. Thế anh chị em ta có thể lấy trước một phần tỷ trọng ngày hôm nay nó test đúng về vùng giá khoảng 22.1 chưa? Anh chị có xem video ngày hôm qua của em ạ? Em đánh giá với anh chị em ta nếu như test vùng giá khoảng 22.1 ở đây, đúng là 22.15 này, mà cái vol nó thấp hơn thì anh chị có thể mua. Ngày hôm nay anh chị mua em đánh giá là ok, được chưa? Nhưng anh chị cứ lấy trước 10-20% thôi, anh chị em dò trước. Đấy thì đối với con cổ phiếu Hoa Sen, nếu như anh chị em ta lấy ngày hôm nay thì em đánh giá ok. Còn sang đầu tuần tiếp theo, nếu như con cổ phiếu Hoa Sen đầu phiên nó tiếp tục nó giảm lại cái ngưỡng khoảng 22.1 đây, nó không tăng ngay nhá, giảm lại 22.1 và cuối phiên nó có thể rút chân tiếp tục đóng trong một trạng thái xanh đâu đó khoảng vùng giá khoảng 22.4-22.5, anh chị em ta có thể mua được cho em nhá. Anh chị có thể mua được cho em và rất dễ con này nhá. Với một cái môn này nhá, anh chị chú cho em này, nó rất dễ sẽ bật tăng trong thời gian tới bởi vì đang siết cái biên đây rất là tốt rồi anh chị này. Anh chị nó siết biên chưa? Nó siết cái biên vào đây rồi. Đó thì Hoa Sen anh chị nhớ cho em nhá. Hoa Sen anh chị nhớ này, nó đang vào cái phần cuối rồi. Nó đang vào phần cuối rồi. Anh chị em này chú cho em cổ phiếu Hoa Sen nhá. Vùng giá ngày hôm nay chị lấy được là vùng giá khoảng 22.1, 22.2 mình cho là ok đấy. Đấy nếu như chị em ta đón xem video của em hàng ngày thì chắc chắn anh chị em ta phải mua được ngày hôm nay, đúng không? Anh chị lấy trước vị thế được. Tuần sau xanh nhẹ hướng lên chị có thể lấy tiếp cho em một phần tỷ trọng nhá. Có thể là sẽ chưa lên ngay, có thể đến đầu tuần xem là nó sẽ như này. Sau đó test lại thêm một chút, nó test thêm một chút và nó sẽ hướng lên đây lần thứ ba và nó đi rất là cao. Chú con cổ phiếu xem cho em. Hiện tại thì nhóm ngành cổ phiếu thép là nhóm ngành mà em đang ưu tiên hàng đầu hơn so với những nhóm ngành khác, được chưa? Tiếp theo là con cổ phiếu của Nam Kim. Anh chị ngày hôm nay con Nam Kim nó cũng vận động rất là ok đúng không chị? Sau cái phiên ngày hôm đây anh chị có thể thấy được đây là một phiên giảm đúng không ạ? Ngày hôm qua nó có một trạng thái là test và nó rút chân lên vô thấp hơn là ok. Ngày hôm nay nó tiếp tục có một trạng thái là test tiếp trong cả phiên và cuối phiên rút chân. Nếu như anh chị chúng ta lấy ngày hôm nay thì đánh giá rất là ok anh chị ạ. Nó đi theo bộ 4 thanh 3 này, giảm xuống này, hồi này, test trở lại này, hồi với vô tương đối tích cực thì đối với con cổ phiếu của con Nam Kim đây có thể sang đầu tuần tiếp theo sẽ bật tăng ngay nhé chị nhá. Rất có thể con này sẽ bật tăng ngay nếu như tích cực anh chị ạ. Nếu tích cực và anh chị em ta có mua ngày hôm nay mà anh chị em ta phải mua ngày hôm nay nếu chị xem video của em hàng ngày anh chị nhá. Đấy vì bởi vì ngày hôm nay nó test đúng về vùng giá bên dưới thôi, vùng giá khoảng 23.7-23.8 em chia sẻ với anh chị em ta rồi. Và anh chị có nhớ đây là cái gì ạ? Đây chính là cái gì, khách sạn của Ichi đúng không ạ? Khách sạn Ichi và đỗ về khách sạn anh chị nhìn chưa, đỗ về khách sạn này, về khách sạn này đấy, cân bằng rất dễ bật tăng được chưa? Đây là con cổ phiếu của Nam Kim. Nếu như sang đầu tuần tiếp theo mà nó tiếp tục chưa tăng nhá, nó test tiếp về cái vùng giá khoảng 23.8 đây, với cái vol nó thấp anh chị ạ, tiếp tục thấp hơn này. Đấy, cái vol nó tiếp tục thấp hơn những cái phiên đây, tiếp tục thấp hơn những phiên đây, thì anh chị em ta có thể mua được tiếp cho em, được chưa? Và khả năng ở lần thứ ba nó sẽ tiếp tục đi sẽ rất là cao. Nên chị hãy chú con cổ phiếu Nam Kim cho em trong tuần tiếp theo, nhớ chị nhá. Đấy, hai con cổ phiếu dòng thép rất là đẹp, hai con cổ phiếu của Hòa Phát. Hòa Phát cũng là một con cổ phiếu anh chị em có thể nhìn thấy được nó đang đi vào cái biên cuối cùng rồi. Nó đang đi vào cái phần cuối của đoạn đường nó có thể tăng rồi. Có thể sang đầu tiếp theo nó sẽ bật tăng đầu phiên này nhá. Nó sẽ bật tăng đầu phiên nhưng nó không vượt qua cái vùng cản chéo này chứ. Nó sẽ bị bán ngược trở lại. Và có thể sẽ bán ngược về vùng giá khoảng 27.5, 27.6 đây. Sau khi bán xong, ok anh chị em ta thấy được cái vốn bán của nó tuần sau của nó bé nhá. Nó thấp hơn so với phiên dịch của ngày hôm mùng 2 tháng 1, tức là ở cái khối lượng khoảng 22 triệu cổ phiếu ấy. Nếu như chỉ cần thấp hơn thôi, anh chị em có thể lấy được cái tình trạng cho em và sau đó anh chị đợi cho em cái điểm hướng lên, anh chị có thể tham gia được cho em. Và em đánh giá con này cũng có khả năng bật tăng rất là cao chứ, với một cái mẫu hình này, với một cái trạng thái đang đi siết cái biên rất là chặt đây rồi, thì đây là cái nhóm ngành mà anh chị em ta phải chú cho em tuần tiếp theo nhá chị nhá. Nhóm ngành cổ phiếu thép là nhóm ngành mà em đang đánh giá nó tích cực để chúng ta có thể là chú ý được anh chị ạ. Đấy, Hòa Phát này, Nam Kim nhá chị nhá, đang tương đối này rồi. Nam Kim nó vượt đỉnh trước rồi, đang cân bằng đây đâu nhá chị nhá. Đấy thực ra đối với cổ phiếu Nam Kim nha, em chia sẻ với anh chị em tăng ngày hôm nay em báo anh chị em khách hàng của em mua nhá chị nhá. Đấy theo chiến lược của chúng ta thôi, mà mua không phải là mua thời điểm cuối phiên nó xanh đâu chị nhá, mua lúc rung lắc về vùng hỗ trợ đây. Đấy trên video em chia sẻ với anh chị em ta ra sao thì em chia sẻ như vậy nhá. Khi nó rung lắc về phần cuối này đấy thì chúng ta đã nói với nhau rồi, ông rung lắc về đây mà cái vốn của ông thấp hơn đây là tôi mua nhá, là tôi mua chị ạ. Đấy anh chị thấy ạ, khi anh chị tham gia vào dùng của em thì anh chị sẽ nhận được những cái tần mua và mua con cổ phiếu Nam Kim xong thì cuối phiên nó rút chân lên tham chiếu thì cũng có những khoảng lợi nhuận nhẹ rồi. Đấy thì khi chị tham gia vào dùng của em thì chị sẽ nhận được những cái khuyến nghị nó sẽ kịp thời như vậy chị em, sẽ rất là chi tiết để anh chị em chúng ta có thể là chú ý và chúng ta sẽ tham gia đúng thời điểm nhất. Đó là nhóm ngành cổ phiếu của thép đầu tiên. Tiếp theo chị em là chú ý nhóm ngành cổ phiếu của đầu tư công.
Đầu tư công thì anh chị em có thể thấy được những cái con cổ phiếu như con cổ phiếu, chúng ta sẽ lấy điển hình nhá, như con cổ phiếu của con VCG đi, anh chị đã thấy được VCG ngày hôm nay nó có một cái trạng thái là gì, nó có một trạng thái là hồi phục lên bên trên. Cái trạng thái hồi phục ngày hôm nay con cổ phiếu của VCG nó có một trạng thái hồi phục với thanh khoản thấp anh nhá. Với thanh khoản thấp thì anh chị chúng ta nhớ cho em cái điều mà chúng ta gì, một cái nguyên tắc khi mà cổ phiếu hồi phục với thanh khoản thấp thì nó sẽ có xuống là sẽ test trở lại, và sang thứ hai tuần sau thì có thể con cổ phiếu VCG nó sẽ test trở lại một chút, và có thể vùng test của nó sẽ test về vùng giá khoảng 24.5 ở đây nhá. Nếu như cái thứ hai nó test về vùng giá 24.5 mà cái vol của nó thấp hơn so với phiên dịch của ngày hôm mùng 4 tháng 1 là khoảng 9 triệu cổ phiếu đấy, thấp hơn đây, thì anh chị em ta có thể lấy trước một phần vị thế cho em, và sau đó nếu như nó chỉ cần hồi đây thôi anh chị em ta có thể tham gia được cho em, và rất dễ nó sẽ vượt đỉnh ở đây nhá, sẽ vượt cản đây, nó sẽ đi theo bước chân con cổ phiếu KSP ở đây thôi. Thì anh chị em ta hãy lưu ý cho em con cổ phiếu con VCG nhá, VCG cho em sang tuần tiếp theo nó chỉ cần test lại vùng giá khoảng 24.5 ở đây, 24.5 đây, với cái vùng thấp anh chị em ta có thể là tham gia trước vị thế rồi, và sau đó anh chị em chúng ta có thể là gì, anh chị em ta có thể là gia tăng cái phiên nó hướng lên trở lại, nó giống như con DGW này. Anh chị nhìn ạ, nó giống như đây này. Đấy, có thể sang đầu tiếp theo là con cổ phiếu VCG sẽ test sâu thêm một chút này. Đấy, sau khi test nhá, nó sẽ có một phiên hướng lên đấy, anh chị em mua ở phiên hướng lên, anh chị sẽ mua ở phiên test cho em khi vùng thấp hơn nhá. Ok chưa? VCG này, FCN này. Đấy, chúng ta sẽ phân tích một hai con thì nó cũng có cái mô hình tương tự thôi. Đây. Anh chị nhìn thấy em vẽ kịch bản chưa? Kịch bản này để từ ngày hôm qua nhá, chứ không phải để ngày hôm nay đâu. Đấy, ngày hôm nay con FCN nó đi đúng như cái gì mà chúng ta vẽ. Đấy thì có phải là ngày em nó phục hồi đúng không anh chị? Nó phục hồi nhưng mà đến thứ hai nó sẽ test trở lại, và vùng test của nó sẽ test khoảng về vùng giá 14.5 nhé, nhớ xem. Nếu như test về vùng giá 14.5 mà cái vô nó thấp hơn, rất là ok, anh chị có thể lấy trước cho em khoảng 20-30% vị thế. Sau đó nó hướng lên trở lại, anh chị có thể lấy full tỷ trọng cho em cũng được, được chưa? Đấy, và sau cái phiên này em đánh giá sẽ vượt qua. Đấy thì em phân tích hai con đại diện cho những anh cổ phiếu đầu tư công là con cổ phiếu VCG nhá. VCG là con cổ phiếu em đánh giá tương đối là cao, và con cổ phiếu của FCN, bởi vì đó là những cái con cổ phiếu mà nó cận đỉnh rồi, nó cận cái vùng cản ở phía trên này, nó có cái tiềm năng nó bứt qua nhá. Còn những con cổ phiếu như LCG nó ở hơi thấp một chút thì có thể là em sẽ chú ý sau, hay là con cổ phiếu C4G, nhưng cơ bản nó sẽ đi theo cái vận động như vậy. Và anh chị hãy chú ý cho em xem đúng đầu tuần sau nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công sẽ là nhóm ngành nó có trạng thái là sẽ test trở lại không nhá, nó sẽ test trở lại, nó sẽ giảm đỏ trở lại, nhưng mà chúng ta đừng có lo ngại nhá. Và ngày hôm nay em cũng chia sẻ trong cái zoom của em ấy, đầu tuần sau nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công test lại là cơ hội để anh chị em ta sẽ mua nhá, dùng lắc đỏ là mua cho em, không phải lo ngại gì cái thị trường này chị ạ. Chúng ta chỉ sợ nhất là ông nạp thích FOMO ngày hôm qua thôi. Đấy, ngày hôm qua FOMO em bán ra, ngày hôm nay khi thị trường rung lắc em lại mua trở lại. Đấy là cái nguyên tắc chúng ta tham gia trong bối cảnh thị trường hiện tại nhé chị nhá. Tiếp theo, nhóm ngành đầu tư công rồi, chứng khoán thép rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem nhóm ngành cổ phiếu của bất động sản. Cái bất động sản ngày hôm nay anh chị thấy được nó cũng vận động tương đối là tốt không chị? Bất động sản đấy chị thấy được những con cổ phiếu mà em đánh giá cao nhất là con cổ phiếu DG là con cổ phiếu đầu tiên rồi. DG là con cổ phiếu đầu tiên rồi. Đấy, DG với một cái thế hướng đấy ngày hôm nay thì có thể sang đầu tuần tiếp theo nó sẽ bứt qua cái vùng cản này là có thể nhá. Đấy, tuy nhiên nếu như bứt qua vùng cản là vùng giá khoảng 27.5 đấy, anh chị em chúng ta mà đánh săn điểm, tức là chúng ta đánh một cái điểm gọi là điểm break ấy, ok anh chị có thể mua được, nhưng chỉ mua khoảng 20-30% thôi. Vì trong một cái bối cảnh thị trường tiền yếu ấy, khi nó break ấy, thì nó vẫn có xác suất bị fail anh chị nhá. Còn an toàn nhất nếu như đầu tuần tiếp theo nó không tăng nhá, nó lại có một trạng thái có thể đầu phiên nó tăng này, cuối phiên nó lại bị đạp xuống một chút đây. Đấy, nó test lại cái vùng giá đây chị nhá. Nó test lại cái đỏ của ngày 22/1 đây. Mà vô nó thấp hơn so với ngày mùng 2 tháng 1 là có thể là 20 triệu cổ phiếu, thì ngày hôm sau chỉ thấp như đây chị này. Đấy, nó chỉ thấp bằng đây thôi. Đấy, nó thấp hơn đấy, được chưa? Đấy, nó chỉ có khoảng 14-15 triệu cổ phiếu thôi. Thì anh chị có thể lấy trước cho em một phần tỷ trọng, 23% tỷ trọng được. Và anh chị đợi cho một cái phiên nó hướng nhẹ lên bên trên đấy, lấy full cho em nhá. Thì rất dễ so anh chị mua, nó sẽ rất an toàn điểm test. Đấy, thì chú cho em nó có thể test về vùng giá khoảng 26.2 trong tuần tiếp theo. Nếu như nó có quay đầu test nhá, đấy là cơ hội để anh chị em ta mua. Điều kiện chỉ cần là vô thấp thôi. Đó là cổ phiếu con DIG. Tiếp theo con cổ phiếu PR nha, chúng ta sẽ chú ý những con cổ phiếu nó mạnh hơn. PR thì anh chị có thể thấy không ạ? Đối với cổ phiếu PR thì hiện tại nó đang vận động theo kiểu là gì? Nó đang đi ngang đây, và nó có cái xu hướng có thể sẽ test lại cái vùng giá khoảng 27 đây. Nếu như đầu tuần tiếp theo nó không test sâu, nhưng nó có thể hơi test sâu một chút về đây thôi. Nó có thể test lại cây đỏ đây. Đấy anh chị nha, nó có thể test về vùng giá khoảng 27.2, 27.3. Và chúng ta đợi cái đường hướng lên cho anh chị em ta có thể mua cho em nha. Và rất dễ nó sẽ tìm về vùng đỉnh trước, đó là vùng giá khoảng 29. Đó con cổ phiếu PR, anh chị có thể hoàn toàn chú ý được cho em trong tuần tiếp theo. Còn trong một trường hợp ấy, nó test luôn trong phiên ấy, kiểu như là đầu phiên có thể con cổ phiếu PR nó sẽ giảm xuống nhá, nó sẽ giảm xuống. Đấy, vùng giá khoảng 26.9, 27. Sau đó nó rút chân ngay lên bên trên, anh chị có thể mua cho em. Đặc biệt là cái phiên đó mà cái vô nó thấp nhá. Vô nó thấp, anh chị em ta mua cho em, và rất dễ nó sẽ về vùng giá bên trên thôi. Còn nếu như nó đi theo kịch bản nó test trở lại và nó ngày hôm sau rút chân ấy, thì nó sẽ giống như con cổ phiếu DG có thể giảm về đây.
sau đó sẽ rút chân đây và nó cân bằng đây, em nghĩ sẽ đi được nhá. Thì chú cho em có thể sẽ test về vùng giá khoảng 27, 26, 29, 27 nhá, đảm bảo cái điều kiện đó chứ khối lượng phải thấp hơn so với cái đáy trước đó nhá. Chúng ta khi học chúng ta rất đơn giản, nếu cho em khi nó test cái điều kiện là phải vô được thấp hơn. Đây con cổ phiếu PDD nhá chị nhá. Tiếp theo con cổ phiếu TCH, chúng ta sẽ phân tích một số cái mã cổ phiếu điển hình. TCH thì anh chị có thể nhìn thấy được ngày hôm nay con cổ phiếu TCH nó có một cái trạng thái là gì, hồi lên cái vùng cản ở khoảng giá 13.2, 13.3 ở đây. Nhưng với một cái vùng cản đây tương đối là dày thì con cổ phiếu TCH nó vẫn chưa được vượt được qua. Thì có thể hai trường hợp tuần sau sẽ xảy ra. Một là con cổ phiếu TCH đầu tuần thứ hai có thể sẽ giảm về test lại cái vùng cây đỏ trước đó là vùng giá khoảng 13 đây. Đấy, tức là cây nến đỏ đây. Đấy, cái vốn đầu tuần sau nó chỉ cần thấp hơn 6,7 triệu cổ phiếu thôi là ok, anh chị có thể lấy trước vị thế và anh chị đợi cái điểm nó có thể ngày hôm sau nó bắt đầu xanh nhẹ lên bên trên chị sẽ lấy. Và có thể con cổ phiếu con TCH nó sẽ vượt qua cái vùng giá đây sẽ rất là dễ, bởi vì anh chị có thể nhìn thấy được nó cũng đang có một quá trình là thu hẹp dần biên độ rất là siết ở đây anh chị này. Anh chị ta nếu nhìn nhá, anh chị thấy được nó đang siết cái biên độ đây sẽ rất là chặt rồi anh chị nhá. Đấy, nó đang siết cái biên độ đây anh chị này, anh chị nhìn chưa? Đấy, nó đang siết cái biên độ rất là chặt ở phần cuối rồi. Thì đó là con cổ phiếu của con TCH, anh chị có thể lưu ý cho em nhá. Có hai trường hợp, một là đầu tuần sau nó sẽ giảm, thứ hai giảm, thứ ba hướng lên chị có thể mua trong hai phiên đó được. Hoặc là đầu tuần sau nhá, đầu phiên nó giảm xuống này. Đấy, cuối phiên nó rút chân ngay lên bên trên anh chị có thể mua được cho em nhá. Đây là con cổ phiếu TCH thì chú ý cho em cái vùng test của nó có thể sẽ rơi vùng giá khoảng 13. Và điều kiện chúng ta chỉ cần là gì, vốn thấp hơn đây. Đấy là ba con cổ phiếu bất động sản. Và tất nhiên những mã cổ phiếu như DG vẫn đang rất là ok với chị, nó chả có vấn đề gì cả. DG đang đi theo cái gì, nó đang thu hẹp dần biên độ lên bên trên này chị. Đấy, để đầu tuần sau nó sẽ test trở lại một chút đây. Nó sẽ test lại vùng giá khoảng 19. Đấy, sau đi rất là cao chị nhá. Đấy, DG chị em ta vẫn có thể chú ý được. Nhìn chung thì bất động sản em thấy cũng khá là ổn, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chú ý nhau cổ phiếu chứng khoán. Chứng khoán thì chúng ta nhìn thấy được hiện tại có con cổ phiếu SSD là con cổ phiếu lớn mà em thấy được nó vận động sẽ tương đối tốt. Thì hiện tại nó ngày hôm nay nó cũng có một chút là vượt qua vùng cản đây rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ xem xét trong tuần tiếp theo, nếu như con cổ phiếu của con SSD nó test trở lại thì chúng ta mới tham gia nhá. Còn nếu như không test trở lại thì thôi, chúng ta không tham gia. Anh chị lưu ý cho em nhá, chứ không phải chúng ta tham gia bằng mọi giá. Nếu như đầu tuần tiếp theo ấy mà nó có những vận động nó test trở lại, nếu như nó test về vùng giá khoảng 32.9, 33 ở đây thì đánh giá điểm mua cho chúng ta sẽ tương đối là tốt, bởi vì sau đó sẽ cân, khả năng sẽ cân bằng đây sẽ đi thôi. Còn SSD nó đang có một quá trình là nâng đáy đây. Đấy, thì anh chị em ta để lưu ý cho em, nếu như test về vùng giá khoảng 32.9, 33 thì lớp gap đây chị này, nó có một cái gap nhỏ đây là vùng giá 32.9 nhá. Đấy, thì chúng ta có thể là tham gia. Còn nếu như nó kéo tăng ngay thì thôi, bỏ qua thôi. Đấy, em thì vẫn còn 1/2 hàng con cổ phiếu SSD. Bây giờ nó có tăng lên thì cũng vui, mà nó không tăng thì nó điều chỉnh lại thì lại có tiền để mua cao vào lại cái lượng hàng nhá chị nhá, không có vấn đề gì cả. Hay là con cổ phiếu VCI, trong cổ phiếu của chứng khoán em thấy nó cũng đang vận động cũng tương đối là tốt. Khi mà chị nhìn thấy không, nó có những cái phiên nó test trở lại ngày hôm trước này. Đấy, nhưng mà hôm qua là có vận động là bị bán ngược với vốn rất là cao. Đấy, thì khả năng thứ hai con cổ phiếu con VCI nó sẽ phải test thêm nhá. Nếu như con cổ phiếu VCI đầu tuần tiếp theo nó bật tăng lên, nó test thêm vào đây này, mà cái vốn của nó thấp hơn đi, nó kiệt đi, và đến chị đợi đến phiên thứ ba mà nó chỉ cần có những cái phiên xác nhận tăng nhẹ lên bên trên thì chị có thể mua được cho em đối với VCI nhá, cũng khá là ok. Đấy, VCI là con cổ phiếu mà em đánh giá cũng ổn trong cái cổ phiếu của chứng khoán, nhưng mà chứng khoán hiện tại thì em đánh giá không cao bởi vì cái form nó không đồng thuận cho lắm nha chị em. Hay là cổ phiếu BSI, anh chị nhìn thấy không, BSI đang có một quá trình cân bằng đây. Đấy, sau khi con nó đang có một cái quá trình nâng đáy này chị này, anh chị cứ nhìn cho em là đang nâng đáy này. Đấy, thì đối với con cổ phiếu BSI anh chị có thể thấy được là hiện tại nó đang có một cái phiên rút bỏ vào ngày mùng 2 tháng 1, sau đó có một phiên hồi phục lên và ngày hôm qua nó test trở lại, nhưng mà cái quá trình test của nó bị vol hơi cao và ngày hôm nay nó hồi phục cái vol thấp, thì có thể sang đầu tuần tiếp theo nó sẽ tiếp tục là có phiên test nữa nhá. Đấy, nếu như đầu tuần tiếp theo nó test tiếp tục về vùng giá khoảng 46.2 mà cái vol test của nó trong một trạng thái thấp thì có thể nó sẽ bắt đầu nó sẽ có những cái trạng thái hồi phục và nó sẽ bật tăng ở phía sau. Đấy, thì anh chị có thể chú ý cho em nhá. Nếu như đầu tuần tiếp theo mà con cổ phiếu con BSI nó test về vùng giá khoảng 46.2 mà cái vol nó thấp, anh chị em ta có thể lấy trước vị thế được nhá, lấy khoảng 23% và anh chị chúng ta sẽ lấy full khi mà nó hướng lên trở lại ở ngày hôm sau. Đấy, chúng ta sẽ mở ý chi, ngoài sẽ nhìn thấy thôi. Đấy chị này, nó test về cái cái khách sạn đây chị, không cái khách sạn mở ra đây này. Đấy, thì nó đang loanh quanh ở khách sạn không? Đấy, và nó đang đi về cái phần cuối đám mây rồi, hãy trên tay chú cho em nhá. Đấy, các dòng cổ phiếu đang đi về phần cuối đám mây thì hy vọng là chúng ta có thể là sẽ có một cái con sóng từ dạng đấy, nhóm ngành cổ phiếu của thép anh chị ạ. Đấy, thì em vừa chia sẻ với anh chị em ta một số cái nhóm ngành tiêu biểu, những cái mã cổ phiếu anh chị em ta để chú ý rồi, hay là con cổ phiếu của bán lẻ đấy chị chú ý con MVKG nhá. MVKG bây giờ chờ chỉnh mãi rồi nó không chỉnh anh chị ạ. Đấy, em chờ nó chỉnh về đây, bây giờ nó chỉ cần chỉnh về đây một chút thôi nhá, chỉ cần chỉnh về vùng giá khoảng 42.3, 42.4 đây thôi. Đấy, nó chỉnh đây thôi là rất dễ sẽ chúng ta sẽ có điểm mua nha chị nhá. Còn bây giờ nó treo leo bên trên thì chúng ta mua thì cũng được, nhưng mà nó rủi ro sẽ hơi cao một chút. Đấy, thì anh chị em chúng ta có thể chú ý cổ phiếu MVKG.
em thì em đang chờ nó test lại vùng giá khoảng 42.2, 42.3 này. Thường nó sẽ test về cái nến đỏ đây chị này. Đó, nó sẽ test về đây. Nếu nó test về đây lần tiếp theo thì em nghĩ nó sẽ bật tăng rất là cao, bởi vì khi đó nó cũng sẽ bị hút về cái khách sạn bên dưới đây chị này. Đấy, chúng ta sẽ đang có một cái khách sạn sắp, nó sắp ở đây này. Đấy, đây là cái chia sẻ của em trong cái video của ngày hôm nay. Và anh chị em chúng ta muốn cập nhật chi tiết từng thời điểm mua bán của những cái mã cổ phiếu trên thị trường. Đấy, và biết đúng thời điểm nhất và những cái mã cổ phiếu là tốt nhất thì anh chị có thể là tham gia với Zoom khách hàng của em, Zoom hệ thống khách hàng của em, thì chắc chắn với chị em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta từng thời điểm và chi tiết nhất, điểm mua điểm bán bao giờ sẽ cụ thể, và anh chị em chúng ta sẽ mua không bị lỡ những cái nhịp tăng của những cái mã cổ phiếu. Anh chị nhá, anh chị có tài khoản tại VPS hoặc PCB anh chị cá nhân đi của em. Và anh chị em chúng ta đã xem video của em tới điểm hiện tại rồi thì rất mong anh chị em chúng ta bỏ ra 1 đến 2 giây thôi, hoàn toàn miễn phí thôi. Anh chị ấn vào cái nút thích trên video của em, cũng như anh chị em cho ấn vào cái phần đăng ký kênh để những video tiếp theo anh chị em ta sẽ là người cập nhật đầu tiên. Và anh chị em cho có thể là tham gia vào cái Zoom cộng đồng của em, thì trong đó em sẽ hỗ trợ giúp anh chị em ta là giải đáp những cái mã cổ phiếu, trả lời giúp anh chị em ta những cái mã cổ phiếu điểm mua điểm bán, hoặc cũng có thể là chia sẻ với anh chị em chúng ta về những cái cơ hội đầu tư. Đấy thì có hai cái Zoom ở đây, ở phần bình luận đây. Đấy thì anh chị em ta có thể là tham gia nhá, em ghim này, em ghim ở bên dưới hoặc là trong cái phần mô tả video. Đấy thì anh chị tham gia, anh chị trả lời câu hỏi để bên em sẽ hỗ trợ anh chị em ta là xác nhận anh chị em chúng ta vào Zoom anh chị nhá. Đấy thì cảm ơn chị và chúc anh chị em chúng ta sẽ có một tuần tới tiếp theo gặp nhiều may mắn. Cảm ơn chị rất nhiều.